Cửa hàng Nông Cơ Duy Hải xin kính chào quý vị, anh chị và các bạn. Địa chỉ của cửa hàng ở 3 xã Bảo Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Số điện thoại để quý khách hàng liên hệ là 0974644973, 0337019191. Hai số điện thoại bên em có sử dụng Zalo và có ship hàng toàn quốc. Quý vị anh chị cần thì cứ liên hệ hai số điện thoại của bên em ha. Còn anh chị nào ở Bình Thuận hôm nay thì có thể ghé cửa thăm quan cửa hàng ha, vì cửa hàng gần ngay đó ha. Giới thiệu mọi người một cái máy Sinoway 685, số series là 501 4782, máy khá là đẹp nhá, nét sơn đồ khá ok. Thằng ráp làm cắt được 50 cm, dài 60 mặt trước của máy, hàng chuẩn Nhật Bản mọi người nhá, nghĩa địa bãi. Cái này là con này rơi tầm 68cc, đi khai thác chuyên nghiệp nha mọi người, cắt chuyên nghiệp. Mọi người để lâu mọi người cứ giặt chơi hai cái giúp em nha. Khá tốt ha. Đó. Trường hợp mà nó không nổ thì mọi người kéo cái e gió này ra, giặt từ 1 đến 4 cái, còn nó nổ như vậy thì là kệ nó chứ ha. Này không nhầm là cái bô nó thoáng vậy, bô nó thoáng rồi rồi, trời ơi cái lỗ bô nó thoáng to mà sao nổ thế, tiếng nó thanh tiếng ghê, thoát máy. Đây nó đuối găng tì mà cái tăng cây găng tì đây ha, siết lớn lên thôi chỉ cái đồng hồ là găng tì lớn lên định ra thế ha. Con này là dành cho những các bác nào đi khai thác nha. Bít tông này nó 49 ly 68cc thì ngang ngửa một con Husqvarna 365 xị. Đó, mà giá thì mềm hơn. Con này em bán cho mọi người là giá 5,5 triệu nha. Trong Sino quay mọi người biết là cắt dòng tua nó nhanh vô cùng luôn, cắt thích lắm, đời mới. Cắt sướng vô cùng luôn. Làm cũng khá là dài, xích ok ha, mọi thứ chuẩn chỉ, rất là ngon. Ồ, có thắng xích cho mọi người nhé. Đó, mọi người kết thì alo số điện thoại của em. Thắng 18 tuổi. 0974 644 973 0337 0191 91. Người chuyển khoản trước 500.000 thì bên em bao hỗ trợ bao ship nhá, giá 5,5 triệu. Cảm ơn mọi người theo dõi video, xin chào mọi người.